Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài email vào Facebook. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mục ba gạch là cái mục menu này, các bạn bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào cài đặt và quyền riêng tư. Rồi sau đó các bạn bấm vào cài đặt. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần trung tâm tài khoản này. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào thông tin cá nhân. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái dòng là thông tin liên hệ này. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái chữ trong cái thanh màu xanh này, thêm thông tin liên hệ mới. Rồi sau đó các bạn bấm vào thêm email. Rồi bước này các bạn nhập cái địa chỉ Gmail mà các bạn muốn thêm vào nha. Rồi thì sau khi mình đã nhập cái địa chỉ email mình muốn thêm vào rồi á, bước tiếp theo các bạn kéo xuống. Các bạn tích chọn vào cái tài khoản Facebook của mình. Rồi sau đó các bạn bấm vào tiếp. Nhập mã xác nhận. Chúng tôi đã gửi email kèm mã xác nhận đến cái Gmail của mình này. Rồi bây giờ các bạn thoát ra. Các bạn vào cho mình cái ứng dụng Gmail nha. Rồi mình có một cái thư từ Facebook này, xác nhận email này, các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn sao chép cái mã xác nhận đây. Các bạn bấm giữ vào, sau đó các bạn bấm vào chép này. Đã sao chép vào bộ nhớ tạm rồi, bây giờ các bạn vào lại Facebook nha. Rồi các bạn bấm dán cái mã xác nhận vào đây, các bạn bấm giữ. Sau đó các bạn bấm vào dán, hoặc là các bạn bấm vào đây cũng được. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp này. Bạn đã thêm email của mình vào các tài khoản đã chọn. Rồi bước này các bạn bấm vào đóng. Rồi vậy là mình đã thêm email vào Facebook thành công nha. Đây, email của mình nó đã thêm vào trong Facebook rồi này. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách cài email vào Facebook. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.